Tập đoàn điện tử Samsung trình làng chiếc điện thoại thông minh cao cấp mới nhất của mình hôm 17 tháng 1 với nhiều tính năng của trí tuệ nhân tạo AI, chẳng hạn như dịch đồng thời các cuộc gọi bằng tiếng nước ngoài trong nỗ lực mới nhất của công ty nhằm thách thức đối thủ Apple. Chủ tịch nghiên cứu công nghệ của Samsung, Bob O'Donnell, khoe rằng chiếc điện thoại thông minh này cung cấp nội dung khoa học viễn tưởng tương lai mà mọi người đang đặt kỳ vọng vào AI. Samsung tung ra sản phẩm này sau thông tin bị Apple vượt mặt về số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng vào năm 2023, theo Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, nghĩa là năm ngoái, Apple soán ngôi Samsung lần đầu tiên kể từ năm 2010 do nhu cầu về các thiết bị cao cấp, một phân khúc mà Apple thống trị, vượt xa tốc độ tăng trưởng của thị trường. Đáp lại, Samsung cài đặt nhiều chức năng trí tuệ nhân tạo khác nhau trên các mẫu Galaxy S24 cao cấp của mình như một phần trong chiến lược thu hút người mua. Các điện thoại mới sẽ có tính năng dịch giọng nói hai chiều trong thời gian thực của một cuộc gọi trực tiếp được thực hiện bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Công ty cho biết dòng Galaxy S24 là điện thoại thông minh đầu tiên cung cấp dịch vụ này. Galaxy S24 còn có chức năng khoanh vùng để tìm kiếm dữ liệu. Người dùng có thể khoanh tròn bất kỳ phần nào của hình ảnh trên màn hình để Google tìm kiếm dữ liệu. Samsung cũng thông báo rằng Galaxy S24 mới của họ sẽ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tổng hợp của Google. Thỏa thuận với Google sẽ đưa Samsung trở thành một trong những công ty đầu tiên thử nghiệm Gemini Ultra, mô hình ngôn ngữ lớn nhất và có khả năng nhất của Google, công cụ tìm kiếm khổng lồ trên mạng. Magically filling the void.